Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Nóng Đất Việt. Để ủng hộ cho kênh, quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Thưa quý vị thân mến, 24 giờ qua có những thông tin nào đáng chú ý? Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức mới nhất mà ban biên tập của chúng tôi vừa mới cập nhật. Việt Nam ghi nhận 8.800 ca mắc mới, 298 ca tử vong. Quý vị thân mến, hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 298 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh 255, Bình Dương 20, Long An 11, Cần Thơ 2, Bến Tre 2, Vĩnh Long 2, Đà Nẵng 1. Trong 24 giờ, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.800 ca nhiễm mới. Trong đó có 12 ca nhập cảnh và 8.788 ca ghi nhận trong nước. Các ca bệnh trong nước: tại thành phố Hồ Chí Minh 3.731, Bình Dương 2.513, Đồng Nai 443, Long An 428, Tiền Giang 282, Đà Nẵng 278, Kiên Giang 169, An Giang 105, Tây Ninh 104, Cần Thơ 91, Khánh Hòa 86, Bến Tre 72, Phú Yên 65, Vĩnh Long 61, Nghệ An 59, Quảng Nam 53, Hà Nội 46, Đồng Tháp 31, Bình Thuận 20, Thừa Thiên Huế 17, Hậu Giang 16, Bình Định 15, Đắk Nông 13, Quảng Trị 12, Quảng Ngãi 9, Ninh Thuận 8, Quảng Bình 8, Hà Tĩnh 8, Gia Lai 7, Bắc Ninh 7, Lâm Đồng 6, Thanh Hóa 6, Đắk Lắk 5, Lào Cai 4, Sơn La 2, Cà Mau 2, Ninh Bình 1, Thái Bình 1, Vĩnh Phúc 1, Lạng Sơn 1, Điện Biên 1, Bạc Liêu 1. Trong đó có 5.935 ca trong cộng đồng. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 807 ca. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh tăng 172 ca, Bình Dương giảm 819 ca, Đồng Nai tăng 145 ca, Long An giảm 153 ca, Tiền Giang giảm 129 ca. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 302.101 ca nhiễm, đứng thứ 73 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 170 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trung bình cứ 1 triệu người có 3.073 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 298.064 ca. Trong đó, có 108.534 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 6 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang. Có 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 160.117, Bình Dương 52.346, Long An 16.007, Đồng Nai 14.945, Bắc Giang 5.795. Tình hình điều trị: 3.751 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày. Tổng số ca được điều trị khỏi: 115.059 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 654 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 20 ca. Ngày 18 tháng 8, tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 298 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh 255, Bình Dương 20, Long An 11, Cần Thơ 2, Bến Tre 2, Vĩnh Long 2, Đà Nẵng 1, Bắc Giang 1, Bình Thuận 1, Đồng Nai 1, Đồng Tháp 1, Kiên Giang 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 18 tháng 8 là 6.770 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và ngang với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Tình hình xét nghiệm: trong 24 giờ qua đã thực hiện 210.030 xét nghiệm cho 676.379 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 8.676.847 mẫu, cho 25.118.695 lượt người.
cụ bà F0 xin nhường máy thở cho chồng và bức thư gửi người ở lại. Kính thưa quý vị, xin bác sĩ hãy dành máy thở cho chồng tôi thấy mình vẫn ổn, không khó thở, không cần phải thở máy. Lời đề nghị của cụ bà nằm trên giường cấp cứu khiến bác sĩ sững người. Phổi của bác đã bị tổn thương, chúng cháu sẽ tiến hành đặt ống nội khí quản để bác thở máy xâm nhập. Lát nữa bác sẽ được dùng thuốc an thần và đi ngủ. Bác cứ yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Xin bác sĩ hãy dành máy thở cho chồng tôi cảm thấy mình vẫn ổn, không khó thở, không cần phải thở máy. Giọng nói khẽ qua lớp mặt nạ oxy của cụ bà đang nằm trên giường cấp cứu khiến bác sĩ Lê Văn Thiệu sững người. Xin bác sĩ dành máy thở cho chồng tôi. Làn sóng Covid-19 mới bùng phát tại Hà Nội, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì trở thành một trong những ổ dịch lớn nhất tại thủ đô. Gia đình bà TTA, 71 tuổi, cũng không tránh được đà lây lan của dịch khi cả bà và chồng của bà là ông TNL, 72 tuổi, trở thành F0. Chỉ vài ngày sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, cả hai ông bà diễn tiến nặng và phải chuyển lên tuyến trên. Bà A được chuyển vào khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vào ngày 2 tháng 8, còn chồng bà được chuyển đến sau đó 4 ngày. Khi vừa nhập viện, cả hai đều trong tình trạng nặng, phải thở máy, bác sĩ Lê Văn Thiệu chia sẻ. Thời điểm ông L được chuyển vào khoa cấp cứu cũng chính là lúc các bác sĩ quyết định đặt ống nội khí quản cho bà A vì tình trạng bệnh của bà diễn tiến nặng. Theo bác sĩ Thiệu, mặc dù trên phim chụp cho thấy phần lớn phổi của bà đã bị tổn thương, các chỉ số xét nghiệm cũng chỉ ra sức khỏe của bà đang xấu đi và cần được thở máy. Nhưng ngay lúc đó, bệnh nhân vẫn tỉnh táo và chưa thể cảm nhận rõ cơ thể mình đang bị thiếu oxy. Trước khi đặt ống nội khí quản, các y bác sĩ sẽ giải thích rất kỹ cho bệnh nhân và gia đình về những thao tác sẽ tiến hành cũng như những nguy cơ có thể xảy ra. Trong quá trình giải thích, ông L bất ngờ được chuyển vào khoa, nhận ra chồng đang nằm trên giường cấp cứu, bà A liền bày tỏ nguyện vọng đặc biệt của mình với chúng tôi. Bác sĩ Thiệu nhớ lại, sự hy sinh của người phụ nữ này khiến kiếp trực xúc động mạnh. Chúng tôi cũng giải thích với bà rằng, ở bệnh viện vẫn đáp ứng đủ nhu cầu máy thở cho các bệnh nhân, chỉ đơn giản là tình trạng của ông hiện tại chưa cần thiết can thiệp bằng biện pháp này. Có vẻ bà chưa được thuyết phục về lời giải thích, bác sĩ Thiệu lại chỉ cho bà nhìn về nơi góc phòng máy và tiếp tục trấn an. Bà yên tâm, chúng cháu không thiếu bà ạ, chúng cháu sẽ cứu cả hai ông bà. Thoáng chốc, sự an tâm xuất hiện trên nét mặt của bà. Từ sau khi bà A hôn mê, hai lá phổi của ông L cũng dần trở nên trắng xóa. Chỉ 4 ngày sau đó, ông được đặt ống nội khí quản. Điều may mắn là cả hai ông bà đều đáp ứng tốt với phác đồ điều trị. Ngày 12 tháng 8, họ cùng được rút ống nội khí quản và chỉ phải thở oxy thông thường. Bức thư gửi người ở lại. Vài giờ sau khi cai máy thở, ông L dần tỉnh táo trở lại. Về phần bà A, do thời gian dùng thuốc an thần dài hơn nên vẫn chưa tỉnh hẳn, còn trong trạng thái kích thích mê man. Nhìn sang giường của vợ, khóe mắt của ông L đỏ hoe. Tối hôm đó, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ chăm sóc các bệnh nhân, một nữ điều dưỡng đến hỏi thăm ông L xem có điều gì muốn nhắn nhủ với vợ. Vì thanh quản đang bị tổn thương sau khi đặt ống nội khí quản và phần vì đang mệt, ông chỉ nói vài tiếng không tròn chữ, nên nữ điều dưỡng nhanh ý đưa cho ông giấy bút. 71 năm, cưới nhau, chưa giúp nhau được gì, nay ai còn ai mất, nhờ người ở lại phải có trách nhiệm. Em ơi, cố lên! Dòng chữ nguệch ngoạc nhưng chứa trọn nghĩa tình của người đàn ông vượt qua cơn nguy kịch gửi đến vợ. Điều đặc biệt hơn nữa là chúng tôi đọc dòng thư này, bà A dù đang không tỉnh táo nhưng lại chảy nước mắt. Hình ảnh này chúng tôi sẽ khó có thể quên được, bác sĩ Thiệu xúc động. Những ngày sau đó, sức khỏe dần hồi phục, thi thoảng ông L lại nhõm người dậy xem các y bác sĩ chăm sóc vợ như thế nào. Về phần bà A, dù chưa tỉnh táo hoàn toàn nhưng sức khỏe đã tiến triển rất tích cực. Tại nơi thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân COVID-19 nặng này, mục tiêu và mong muốn lớn nhất của y bác sĩ là mang đến những cuộc đoàn tụ thật trọn vẹn. Đã từng có gia đình vào 3 ra 1 vì COVID-19, người ở lại cũng chịu một nỗi đau rất lớn. Bởi vậy, chứng kiến cả hai ông bà dù có những giây phút rất hiểm nghèo, nhưng nay đều đã vượt qua, niềm vui của những người thầy thuốc như chúng tôi cũng được nhân đôi, bác sĩ Thiệu chia sẻ. Quân đội huy động nhiều bệnh viện, sẵn sàng các phương án cho Hà Nội trong đợt dịch thứ tư. Kính thưa quý vị, nhằm chủ động giữ an toàn cho Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần vừa báo cáo Bộ Quốc phòng về phương án bảo đảm quân y trong phòng chống COVID-19. 3 bệnh viện điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch. Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y, trên địa bàn Hà Nội, quân đội đã huy động hơn 1.500 người tham gia 22 chốt phòng chống dịch COVID-19.
triển khai 3 điểm cách ly công dân với 1.233 người đang cách ly. Cùng với đó, lực lượng vận chuyển công dân về các khu cách ly tập trung từ ngày 1 tháng 4 đến nay đã vận chuyển hơn 14.600 người. Mặt khác, các đơn vị trong quân đội đã huy động 143 tổ lấy mẫu xét nghiệm, lập 7 phòng xét nghiệm với 25 máy xét nghiệm RT-PCR thực hiện nhận mẫu và xét nghiệm cho người dân Hà Nội với công suất hơn 10.000 mẫu mỗi ngày. Từ ngày 11 tháng 8, các lực lượng quân đội đã xét nghiệm 134.557 mẫu, phát hiện 24 mẫu dương tính, huy động 38 tổ tiêm vaccine và 13 tổ hồi sức cấp cứu đã tiêm được hơn 14.000 mũi vaccine. Nhằm sẵn sàng triển khai điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội, các Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bỏng Quốc gia sẽ sẵn sàng triển khai 300-500 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch ở mỗi bệnh viện. Các Bệnh viện Quân y 354, 105 và Viện Y học Cổ truyền Quân đội, mỗi bệnh viện sẵn sàng triển khai 300-500 giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ vừa và nặng, đồng thời tăng cường 135 tổ lấy mẫu, 82 tổ tiêm, 27 tổ hồi sức khi Hà Nội có nhu cầu. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên cho biết, đối với các tỉnh phía Bắc, cùng với việc sẵn sàng tăng cường, hỗ trợ hàng trăm tổ tiêm, tổ lấy mẫu xét nghiệm và tổ hồi sức, toàn quân dự kiến triển khai hơn 21.000 giường điều trị bệnh nhân ở các cấp độ nhiễm bệnh nhẹ, vừa, nặng và nguy kịch. Tiếp tục giúp phía Nam chống dịch. Tại thành phố Hồ Chí Minh, quân đội đã huy động 10.925 trang thiết bị các loại để triển khai bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19. Trong đó có nhiều trang thiết bị kỹ thuật cao, hiện đại như hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO, hệ thống lọc máu liên tục, máy X quang kỹ thuật số, máy thở các loại, máy theo dõi bệnh nhân, giường hồi sức, triển khai 12 máy xét nghiệm RT-PCR và 2 xe xét nghiệm cơ động. Theo Cục Quân y, tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng quân y tham gia chống dịch có tổng số gần 2.300 cán bộ, nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ ở 7 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm, Bệnh viện Quân dân y miền Đông thuộc Quân khu 7 và Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng thuộc Bệnh viện Quân y 175. Các cơ sở này đã tiếp nhận hơn 6.200 bệnh nhân, điều trị khỏi 2.466 bệnh nhân, chuyển viện 202 bệnh nhân, đang điều trị 3.471 bệnh nhân, trong đó có 13 bệnh nhân nặng và nguy kịch. Lực lượng quân y cũng đã thực hiện xét nghiệm 799.260 mẫu, phát hiện 13.338 mẫu dương tính, tiến hành tiêm 26.321 mũi vaccine. Bên cạnh đó, lực lượng vận tải quân sự đã tổ chức 264 chuyến xe vận chuyển 610 tấn hàng thiết yếu, vật chất hậu cần cho phòng chống dịch COVID-19. Từ 9 tháng 7 đến 14 tháng 8, sử dụng 43 chuyến xe vận chuyển hơn 8 triệu liều vaccine. Vì sao một số lao động tự do tại thành phố Hồ Chí Minh chưa nhận được tiền hỗ trợ? Kính thưa quý vị, mặc dù đã được đưa vào danh sách, nhưng một số lao động tự do chưa nhận được tiền hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận được thư của anh Lê Minh Hiếu, ngụ 201/13/1/31 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh về việc 59 hộ dân trong khu nhà trọ nơi anh đang sinh sống chưa nhận được tiền hỗ trợ từ thành phố. Mặc dù họ đã được Ủy ban Nhân dân phường 26 xác nhận nằm trong đối tượng được hưởng hỗ trợ. Theo anh Hiếu, những người lao động tự do ở xóm trọ này đa phần là người nhập cư, có đăng ký tạm trú tạm vắng, có những người mất việc làm hơn 2 tháng nay, thậm chí có người trên 3 tháng. Tôi có gọi cho chủ tịch phường nhưng vị này bảo đến nay tiền chưa giải ngân. Anh Hiếu nói với phóng viên VTC News. Bà Đỗ Thị Mỹ Duyên làm nghề bán hàng rong, dịch COVID-19 ập đến, bà phải ở nhà khiến nguồn thu nhập duy nhất của gia đình không còn. Trông chờ vào gói hỗ trợ của nhà nước nhưng chờ hoài không thấy. 2 tháng nay, tình hình COVID là tôi nghỉ luôn tới giờ, không buôn bán được gì hết mà đứa con cũng không đi làm thêm được. Cũng may chủ nhà trọ bớt tiền phòng, cho thêm thực phẩm để ăn, bà Quyên nói. Ông Lê Thắm, tổ trưởng tổ dân phố 76A, khu phố 6, phường 26, quận Bình Thạnh nói, tổ đã lập danh sách những hộ khó khăn, lao động tự do mất việc gửi Ủy ban Nhân dân phường từ ngày 14 tháng 7. Hiện tại 127 hộ dân, 77 hộ gia đình cho thuê phòng trọ đang gặp nhiều khó khăn trong chờ tiền hỗ trợ, ông Thắm nói. Ông Lê Minh Hiếu, chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 26, quận Bình Thạnh cho biết, số người nhận hỗ trợ theo nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn phường là khoảng 6.000 trường hợp. Hiện nay, phường đã giải quyết hỗ trợ trên 3.000 trường hợp, số còn lại phường đã lên danh sách đầy đủ và hiện vẫn đang chờ vào nguồn kinh phí chưa về kịp. Phường cũng đã liên hệ và giải thích cho nhiều người chưa nhận, có kinh phí về là phường sẽ phát ngay tới người dân.
Mình cũng hiểu đang tình hình dịch nên người dân rất nôn nóng nhưng tiền chưa về kịp. Hiện nay, quận đã duyệt rồi, danh sách xong xuôi hết, chỉ chờ thành phố đưa tiền về là phát cho người dân, ông Hiếu nói. Ông Hiếu cũng nói, để hỗ trợ người dân gặp khó khăn, phường đã vận động một số mạnh thường quân hỗ trợ thêm lương thực thực phẩm. Tại buổi họp báo mới đây, ông Nguyễn Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đã chi trả 100% gói hỗ trợ 886 tỷ đồng đợt 1 cho người dân. Các địa phương đều báo cáo đã chi trả đầy đủ, thậm chí nhiều phường còn cử cán bộ đến tận nhà để trao tiền cho hộ khó khăn ngay trong thời điểm giãn cách. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục triển khai hỗ trợ lần 2 với 900 tỷ đồng. Ban đầu dự kiến hoàn thành chi trả vào ngày 10 tháng 8, nhưng trong cuộc họp báo ngày 10 tháng 8, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết sẽ lùi thời gian chi trả đến hết 15 tháng 8. Trong gói hỗ trợ lần 2 này, thành phố sẽ ra soát, bổ sung các đối tượng lao động tự do chưa được nhận hỗ trợ đợt 1. Đặc biệt, những lao động nghèo ở các xóm trọ có hoàn cảnh thật sự khó khăn cũng có thể được xem xét mà không cần có giấy đăng ký tạm trú. Tuy nhiên, đến hôm nay, nhiều người dân nằm trong đối tượng được chi trả chưa nhận được số tiền hỗ trợ.